Hello mọi người, thì hiện tại mình đang ở VNB quận 3, 218 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3. Thì hôm nay mình cũng quay lại để mình làm cho anh em một cái clip liên quan tới vấn đề lựa chọn vào cầu lông cho nữ. Đương nhiên là hôm nay cũng có bạn Hưng rồi. Hôm nay Hưng cũng đã lựa chọn cho anh em một số các cái dòng vợt cho nữ nha. Rồi đối với nữ thì chúng ta sẽ lựa chọn những dòng vợt như thế nào Hưng nhỉ? Đối với nữ thì mình sẽ lựa chọn những dòng vợt nhẹ, trọng lượng nó 5 u, dễ đánh. Cho nữ làm nó không có cảm giác bị nặng. Chân yếu tay mềm thì chúng ta phải cầm vợt nó nhẹ đúng không? Ok, thì trong shop mình thì hiện tại mình có những dòng vật nào nhẹ để mình có thể chia sẻ với anh em được hay không? Hiện tại thì mình có Yonex trước nha. Ok, chúng ta lại tiếp tục với Yonex. Thân này rất là cuồng Yonex mọi người ạ. Yonex thì mình có hai dòng, cũng là dòng Nano Play và dòng Atrop. Thì dòng Atrop thì mình có dòng Atrop Lite 27i. Dòng này thì giá nó cũng là 699.000. Tức là nó giống như Atrox Smart đó, phải không? Đúng rồi. Atrox Smart thì bên mình cũng hết rồi. Cây này là 699.000. Ok, thường là Yonex bây giờ thấp nhất của nó là 699.000. Rồi sau đó đổ lên các bạn ha. Thì trên tay của mình đang là cây rồi ok, cây Atrox Lite 27i. Ngoài ra mình còn cây nè. Là dòng cũng là Atrox Lite luôn nhưng mà dòng này là 21i. Cũng là giá là 699.000. 699.000. Tiếp theo là dòng Nano Flare 001. Thì dòng này thì có hai bản màu. Một là màu xanh dương với lại màu xanh lá. Thì giá của hai sản phẩm này là 699.000. Tức là các cái dòng nhỏ nét bây giờ thì có những cái dòng cho người mới chơi thì thường giá của nó sẽ 699.000. Còn những dòng mà những anh em mà quýnh tốt hơn thì sẽ lựa chọn trên 1 triệu. Đúng rồi ha. Thì ngoài Yonex ra chúng ta còn cái thương hiệu nào nữa không? Dạ, hiện tại mình còn vật Lightning. Lightning thì mình có cây Windstorm 300. Dòng này là 74g dành cho nữ. Giá thị trường là 1.950.000. 1 triệu rất nhẹ. 950.000. Cái này thì không phải là dành cho người mới chơi rồi. Giá hơi cao. Thì vậy là các bạn thường là những dòng Lightning thì giá của nó là trên 1 triệu. Những cái vật mà nhẹ cho nữ thì cũng phải trên 1 triệu các bạn ạ. Nên là nãy Hưng có giới thiệu cho mình một cây này thì nhưng mà giá mình thấy là 1 triệu chín lận chứ nó không phải là giá ở cái mức thấp thấp, nên là có lẽ là chúng ta sẽ bỏ qua Linh Ninh tí xíu đi. Ok, thì ngoài ra còn cái dòng vợt nào? Hiện tại thì mình còn dòng vợt của bên VNB V200i. Quên, đúng rồi, chúng ta còn một cây vợt mà VNB V200i dành cho nữ, màu hồng các bạn ha, rất là đẹp, nữ tính. Thì giá của sản phẩm này là 479.000. Bây giờ mình sẽ đo swing cho anh em một số các cái dòng vợt mà hiện tại dành cho nữ ở bên VNB mình có tại VNB quận 3 các bạn nha. Rồi. 81.5. Ok. Thì đây là một cái mức swing nhẹ cho các bạn nữ vừa, nhưng mà vợt thì chỉ có 75g thôi. Các bạn yên tâm. Chúng ta có thể dành cho nữ cầm rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ đo tiếp hai cái dòng. Đó, dòng Nano Flare 211 với lại Nano Flare bao nhiêu nhỉ? 27i với 21i. 27 và 21i, ok. Nano Flare 001. Rồi bỏ ra. 84.5. Cũng khá là cao đấy. Rồi, tiếp theo. Swing là dòng Atrox Lite 21i. 52, ok. Đấy, thì thường là những cây vợt 5U mà đạt được ở cái swing đó là cũng ok lắm các bạn ạ. Cái cây 001 màu xanh dương thì nãy màu mình đo rồi. Và cái cây màu xanh chuối này cũng y chang như vậy nên mình sẽ bỏ qua ha, các bạn để mất thời gian. Và mình sẽ đo cây swing của cây Atrox Lite 27i. 84.5 mọi người. Đây là một số các cái cải tiến của Yonex. Dạo này hình như đầu nó có hơi nặng hơn chút đúng không? Nó khiến cho swing của nó cao hơn. Và mình cảm giác rằng là đây cũng sẽ là một cái vợt nó sẽ phù hợp với những anh em trung bình. Mặc dù nó nhẹ, tay yếu. Ngoài nữ ra thì anh nghĩ là những anh em nam thì cũng có thể quýnh được đấy các bạn. Ok. Rồi, vậy là vừa rồi thì mình và Hưng cũng có một số các cái chia sẻ nhỏ về cái mức swing cho những cái vật nữ. Anh em có thể nghiên cứu và lựa chọn, nhiều khi có tặng người yêu hoặc là những bạn nữ nào đang xem clip này cũng có thể lựa chọn cho mình một cái vợt vừa ý nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.